9 điều cần biết về thuốc viên trị COVID-19 Công ty dược phẩm Merck của Mỹ thông báo thuốc viên trị COVID-19 của họ có thể làm giảm 50% tỷ lệ nhập viện và tử vong. Merck đang lên kế hoạch xin giấy phép khẩn cấp để thuốc được sử dụng tại Mỹ. Dưới đây là những điều cần biết về thuốc viên trị COVID-19 của Merck. Một, Đối tượng sử dụng Thuốc dành cho những người bị nhiễm COVID-19 nhưng không nhập viện. Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Merck chỉ tiếp nhận những người chưa được tiêm vaccine và bị xem là có nguy cơ cao ví dụ như người lớn tuổi hoặc những người có bệnh nền như tiểu đường hay bệnh tim. Ban đầu, loại thuốc này có thể chỉ được cung cấp cho nhóm đối tượng trên nhưng các chuyên gia hy vọng cuối cùng nó sẽ được phổ biến rộng rãi hơn. Thuốc được điều chế để người bệnh uống càng sớm càng tốt ngay khi có triệu chứng mắc COVID-19. Đây là giai đoạn virus sang nhân lên nhanh chóng và hệ thống miễn dịch chưa có sự đề phòng. Trong thử nghiệm của Musk, các tình nguyện viên phải có các triệu chứng trong vòng 5 ngày và một số nhà nghiên cứu cho rằng thuốc phải được sử dụng sớm hơn để đạt hiệu quả cao nhất. 2. Hiệu quả của thuốc, Moss cho biết thuốc viên làm giảm 50% tỷ lệ nhập viện và tử vong. Trong thử nghiệm giai đoạn 3, 7% tình nguyện viên trong nhóm được sử dụng thuốc đã nhập viện và không ai tử vong. Trong nhóm được sử dụng giả dược, 14% phải nhập viện hoặc tử vong. Hiệu quả của thuốc Monopiravir thấp hơn so với thuốc kháng thể đơn dòng, loại được sử dụng để điều trị những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 ở mức độ nhẹ hoặc trung bình. Các nghiên cứu cho thấy những kháng thể đó làm giảm tỷ lệ nhập viện và tử vong lên đến 85% trong số những bệnh nhân trên. Tuy nhiên, các chuyên gia nói loại thuốc kháng virus mới rất có thể sẽ có tác động tổng thể lớn hơn vào COVID-19 so với các kháng thể phức tạp khác vì thuốc viên có thể tiếp cận nhiều người dân hơn. 3. Thời gian thuốc được phê duyệt. Vào ngày mùng 1 tháng 10, mới thông báo họ có kế hoạch xin Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, FDA, cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp sớm nhất có thể, nếu mọi việc suôn sẻ các cơ quan quản lý có thể sẽ cấp phép cho thuốc trước cuối năm nay. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm mùng 1 tháng 10, tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế hàng đầu về COVID-19 của Tổng thống Joe Biden, cho biết ông không thể đưa ra một mốc thời gian cụ thể về việc phê duyệt. 4. Cách hoạt động của thuốc Thuốc kháng virus sẽ ngăn chặn virus tái tạo. Monopira vừa đánh lừa virus sử dụng thuốc để cố gắng tái tạo vật liệu di truyền. Một khi quá trình này bắt đầu, thuốc sẽ chèn các lỗi vào mã di truyền. 5. Cách sử dụng thuốc Sử dụng thuốc Monopiravir cũng tương tự như việc uống thuốc Tamiflu trị bệnh cúm mùa hoặc thuốc kháng sinh trị bệnh nhiễm trùng đường tiết niệu. Đây là thuốc bán theo đơn với liều lượng sử dụng gồm 4 viên một lần uống, hai lần mỗi ngày trong 5 ngày. Nói cách khác, cần uống 40 viên thuốc trong một liệu trình điều trị. 6. Tác dụng phụ của thuốc Mất không báo cáo bất kỳ tác dụng phụ nghiêm trọng nào xảy ra đối với các tình nguyện viên trong quá trình thử nghiệm lâm sàng. Theo các nhà nghiên cứu, các tác dụng phụ của thuốc thường là đau đầu, có thể khó phân biệt với cảm giác mệt mỏi do COVID-19. 7. Số lượng thuốc được sản xuất Musk dự kiến có thể sản xuất đủ thuốc cho 10 triệu người vào cuối năm nay. Chính phủ Mỹ đã đặt hàng 1,7 triệu liệu trình điều trị. con số này còn cách rất xa so với số người cần được dùng thuốc ở Mỹ. 8. Chi phí điều trị bằng thuốc Chính phủ liên bang đang chi trả khoảng 700 USD cho một liệu trình, bằng 1 phần 3 chi phí điều trị bằng kháng thể đơn dòng. Mỹ đang có kế hoạch miễn phí thuốc cho người dân, giống như vaccine COVID-19. Việc phát sinh thêm chi phí nào khác do bệnh nhân tự chi trả sẽ được xác định sau khi thuốc được các cơ quan quản lý cấp phép. chính Các loại thuốc kháng virus khác Các hãng dược phẩm Pfizer, AT Pharma Sutica và Roche đang phát triển loại thuốc tương tự. Các kết quả thử nghiệm lâm sàng dự kiến sẽ được công bố trong vài tháng tới. Tuy nhiên, các loại thuốc này được cho là sẽ xuất hiện vào năm sau.